Trong hai tuần từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2021, hàng loạt các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đồng thời diễn ra các chương trình khuyến mãi dành cho các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng khác nhau, trong đó phải kể đến các mặt hàng về thực phẩm, đồ uống và đặc biệt là đồ chơi dành cho thiếu nhi giảm mạnh lên đến 50%. Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị tại các hệ thống siêu thị Co-opmart và trung tâm thương mại E-Mart, các sản phẩm được giảm giá thu hút nhiều người tiêu dùng quan tâm và đến mua sắm. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của dịch thay vì đưa con em mình đi du lịch giã ngoại thì nên lựa chọn những sản phẩm thiết thực dành tặng cho các bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi